Có lẽ đây là một trong những cái máy bơm cho máy cắt tường đắt nhất mà tôi từng biết đến. Nó là cái máy bơm của thương hiệu Kawang có mã WD01. Bây giờ anh em hãy cùng tôi tìm hiểu cấu tạo và khả năng làm việc thực tế của nó như thế nào nhé. Cái bơm nó được đựng trong một cái hộp giấy như thế này. Bây giờ tôi sẽ mở nó ra xem bên trong có những gì. Một cái dây ống nước phi 12 này. Đoạn này cũng là một đoạn dây ống nước mềm, cũng phi 12 luôn. Đầu nối chõ bơm và một cái bơm. Cái bơm này có logo của Cao Quang và chữ Cao Quang luôn ở đây. Xem bên trong túi có những gì. Bên trong túi này có ba quai nhê này, hai cái đầu nối. Cái đầu nối này chắc là chuyển từ ống 12 sang ống 8 mm, và một cái chõ bơm. Tôi vừa cân cái máy này lên thì nó có cân nặng là 1,5 kg. Và bây giờ tôi sẽ đo kích thước nó cho anh em xem. Nó có chiều rộng là 14 cm, chiều ngang 7 cm và chiều cao khoảng 19 cm. Đây là hai bên vòi nước, một đầu ra, một đầu vào, và một cái ổ cắm. Cái ổ cắm này để anh em có thể cắm cái máy cắt rãnh tường vào. Khi cái máy cắt rãnh tường hoạt động thì cái máy bơm sẽ hoạt động theo. Còn bên này là một cái chiết áp. Chiết áp này là điều chỉnh lưu lượng nước. Phía bên này là một cái công tắc tắt mở bơm. Thực tế là tôi chưa sử dụng cái máy bơm này bao giờ, và đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thực tế với nó. Dòng máy này là dòng máy đã được Cao Quang ra đời hơn 1 năm rồi, nhưng chúng tôi chưa nhập về. Đến thời điểm này chúng tôi mới nhập về, bởi vì tôi cảm thấy trong khoảng thời gian hơn 1 năm cũng sẽ là một thời gian để Cao Quang hoàn thiện thêm sản phẩm của mình, và đây mới đúng thời điểm để chúng tôi đưa dòng sản phẩm này ra thị trường. Vì đây là một dòng máy mới cho nên tôi cũng rất tò mò xem cấu tạo bên trong nó như thế nào. Wow, thảo nào nó nặng như thế. Đây là một cái bộ chuyển nguồn cơ luôn. Cái bộ này thì không biết đến bao giờ nó mới hỏng đây. Thông thường thì bộ đổi nguồn hiện tại của các dòng máy bơm đều là loại điện tử và rất nhanh hỏng. Còn bộ nguồn cơ này thì tôi đoán chắc là nó rất là bền. Phía đầu này là cái ổ cắm rồi. Đây là mạch điện cảm ứng. Khi mà máy được cắm vào cái ổ cắm này hoạt động, và cái đây là cái cuộn cảm, nó sẽ cảm nhận được cái dòng điện đó. Thì lúc đó nó sẽ cho một cái dòng điện cấp điện cho cái máy bơm. Và đây là cái máy bơm. Đây giống như cái máy bơm của bình nước sâu. Còn đây chính là cái chiết áp của nó. Chiết áp này khá là bé. Khi lắp hoàn thiện cái máy thì nó sẽ như thế này. Phía đầu này là đầu nước ra này. Chúng ta sẽ nối một cái dây 8 vào đây. Còn đây là đầu hút nước vào này. Quên mất, lúc nãy tôi không đọc thông số của máy cho anh em biết. Bên trên cái thân máy bơm này nó sẽ không có thông số. Toàn bộ thông số sẽ ghi ở trên cái hộp này. Máy này sử dụng nguồn điện 12V. Đây là máy bơm thôi nhá. Bởi vì nó có một cái bộ đổi nguồn bên trong này rồi thì anh em có thể cắm trực tiếp cái phích cắm này vào điện 220 là nó chạy được. Và lưu lượng nước của nó là 9 lít trên phút. Bơm tối đa là 70 m. Đây là 70 m ở trong đường ống nhá, chứ không phải là độ cao đâu. Ở đây sẽ không có thông số là bơm cao tối đa là bao nhiêu. Còn công suất của máy bơm là 60W. Bây giờ tôi sẽ đi thử xem nó như thế nào. Cho cái này vào số nước nào. Đã có nước ra rồi. Dây này là dây dài 5 mét. Không vừa.
Thế đầu này là đầu ra dây 6 rồi. Dạ, bây giờ tôi sẽ có một đoạn dây 6 ở đây. Hơi dở một chút, hơi lòng ngoằng, lại phải chuyển từ 6 sang 8 và lại phải có thêm một đầu chuyển từ dây hơi 6 sang dây hơi 8 nữa. Đã xong. Bây giờ thử xem nó ra nhanh không. Rất nhanh, lưu lượng nước rất nhiều. Đây là mức to nhất. Nhỏ hơn. Nhỏ nhất. Tới mức có thể dừng lại được. Bơm rất khỏe. Bây giờ tôi sẽ đấu cái dây này vào cái máy cắt. Còn cái máy cắt này sẽ cắm thẳng vào cái bơm này. Cái phần ổ cắm của cái máy bơm này là ổ cắm vừa với chân 5. Còn chân này là chân 4, tôi thay vào trong lúc chế đồ linh tinh. Thì thông thường cái ổ cắm của cái máy cắt này nó sẽ là chân 5mm. Cho nên anh em sẽ cắm vào nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ tôi cắm vào nó hơi bị lỏng. Đó. Cái ổ cắm này khả năng nếu như anh em dùng nhiều thì anh em phải thay thế này. Nhưng mà nếu như thay thế thì nó cũng chỉ có khoảng 10.000 đến 20.000 một cái ổ cắm này thôi. Và bây giờ thử xem. Không có nước ra. Có nghĩa là đây đương là cái chế độ mà tùy chỉnh. Có nghĩa là mình phải dùng nước từ chế áp này. Theo những nhà sản xuất thì cái máy bơm này nó sẽ có hai chế độ. Chế độ đầu tiên là anh em dùng công tắc bật tắt bơm thì nó sẽ là chế độ mình tùy chỉnh cái lượng nước ra. Và cái chế áp này to nhỏ là do mình chọn. Đó. Còn chế độ 2 là mình tắt cái này đi. Tắt công tắc của bơm đi. Sau đó mình ấn máy cắt này thì nó sẽ đó. Anh em thấy không? Tôi sẽ cho máy cắt chạy thì nó sẽ ra này. Đó. Ở cái khoảng cách ngắn như này thì gần như nó ra tức thì luôn. Nước không có độ trễ. Khi máy cắt chưa đạt được tốc độ tối đa thì nước đã bắn ra rồi, cho nên là nó rất là nhanh. Bây giờ tôi sẽ thử với dây dẫn dài hơn và với có độ cao xem nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đứng trên tầng 3 và thả đoạn dây điện này ra để nối dài cho máy cắt. Còn đây là đoạn dây nước dài 20m. Xong phần điện. Ok chưa? Bơm đẩy nước lên rất là khỏe và lưu lượng nước cũng nhiều. Rất nhanh. Bơm vẫn hoạt động. Ấn tắt công tắc đi cho anh xem nào. Ấn tiếp bên kia xem nào. Vẫn đang chảy nước. Lên cao như thế này thì chế độ tự ngắt của máy bơm không hoạt động nữa mà tôi không biết nguyên nhân tại sao. Đến bây giờ tôi mới nhận ra được vấn đề ở đây. Bây giờ anh em xem nhá. Cái máy bơm này đang ở trong chế độ tự ngắt. Khi cái máy cắt chạy thì máy bơm bắt đầu chạy. Đó. Nhưng vấn đề ở đây khi tôi khóa vòi nước lại, bóp nhỏ lại. Bây giờ anh em xem nhá. Nước vẫn ra.
máy bơm vẫn đang chạy. Lúc này chế độ tự động ngắt không hoạt động nữa. Và bây giờ tôi mở cái vòi này ra thì cái máy bơm dừng luôn, không bơm nữa. Vấn đề ở đây đó chính là khi ở một cái áp lực nước nào đó thì cái chế độ tự động ngắt này của cái máy bơm nó sẽ không hoạt động nữa. Và lúc đó cái máy bơm luôn luôn chạy. Có nghĩa là khi ở trên cao, ở một mức độ nào đó, ở trong cái dây nước này nó có nhiều nước và áp lực nước đẩy xuống cái bơm, thì cái bơm nó sẽ cảm nhận là anh em đang ở trên cao. Và lúc đó cái máy bơm này nó sẽ tiếp tục bơm, tiếp tục hoạt động. Nó không chạy theo cái máy cắt này nữa, để đảm bảo nó không có độ trễ khi bơm nước. Khi anh em bơm một phát là nước nó vẫn bắn ra luôn. Có lúc anh em đứng ở một cái độ cao nhất định, thấp hơn một chút, lúc đó cái máy bơm nó đảm bảo được là nó sẽ cấp nước liên tục cho anh em được, thì lúc đó nó sẽ tự động dừng. Đây là một sự thông minh của nó, và cũng là một điểm hơi dở khi anh em đứng ở quá cao thì cái máy bơm này nó không hoạt động. Nhưng lúc đó anh em có thể sử dụng cái vòi nước này để anh em ngắt nước đi như này. Đó, lúc này cái bơm vẫn đang hoạt động nhá, anh em có thể ngắt nó đi, ngắt như thế này. Đây đúng là một cái máy bơm thông minh phải không anh em? Nếu như anh em muốn biết giá của cái máy bơm này thì hãy xem ở phần mô tả của video này nhá. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Anh em đừng quên để lại ý kiến của mình, like video và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.